chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Radio Phong Vân Mạng Đàm của Tinh Hoa TV. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả kỳ 6 của loạt bài Mạng Đàm Thế Sự. Mưu sâu kế độc hại trung thần. Kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về gia thế của Ngũ Tử Tư và nguyên nhân sâu xa dẫn tới cuộc chiến Ngô Sở cuối thời Xuân Thu. Thời Xuân Thu có 5 quốc gia lần lượt xưng bá vương, sử sách gọi là Ngũ Bá. Vị bá chủ sau cùng là Sở Trang Vương. Năm 529, cháu trai của Sở Trang Vương là Khí Tật đã dùng thủ đoạn để giành giật vương vị, rồi tự xưng là Sở Bình Vương. Ngay sau khi xưng vương, ông ta đã lập con trai trưởng là Kiến làm thái tử, rồi lại chỉ định Ngũ Sa và Phí Vô Kỵ theo phò tá thái tử. Ngũ Sa chính là cha của Ngũ Tử Tư. Lúc ấy, Ngũ Sa được phong làm thái phó, tức người thầy đứng đầu của thái tử, còn Phí Vô Kỵ giữ chức thiếu phó, tức người thầy thứ hai. Hai thầy giáo này tính cách hoàn toàn trái ngược. Ngũ Sa bản tính vô cùng thẳng thắn, cương trực, trong khi Phí Vô Kỵ lại là kẻ tiểu nhân, nham hiểm. Ngũ Sa vô cùng khinh ghét con người của Phí Vô Kỵ. Thậm chí, ngay cả Thái tử Kiến cũng không ưa ông ta. Vốn là kẻ xấu xa, bị ổi, Phí Vô Kỵ thầm nghĩ, thái tử không ưa ta, nếu mai này y lên ngôi thì ta phải làm sao đây? Ta phải nghĩ cách khiến thái tử bị phế truất hoặc bị giết đi mới có thể yên lòng. Một ngày kia, Phí Vô Kỵ tâu với Sở Bình Vương rằng, thần thấy thái tử không còn nhỏ tuổi nữa, đã đến lúc cần nạp phi. Lúc đó, thái tử Kiến mới 15 tuổi. Phí Vô Kỵ tiếp tục nói, Tần và Tấn đều là nước lớn, nhưng mối quan hệ giữa Tấn quốc và Sở quốc xưa nay vốn không được tốt, nên thường xuyên giao tranh với nhau. Nếu như Sở có thể liên hợp với Tần, thế thì nước Tấn sẽ không còn là điều đáng để chúng ta bận tâm nữa. Sở Bình Vương liền đồng ý cử Phí Vô Kỵ sang sứ nước Tần để đề nghị việc hôn sự. Trong sự ký phần thập nhị chư hầu niên biểu có chép rằng, năm 527 trước công nguyên, Phí Vô Kỵ sang sứ nước Tần, mục đích là nạp phi cho Thái tử Kiến. Tần Ai Công hứa gả con gái mình là Mạnh Doanh công chúa. Mạnh Doanh là trang mỹ nhân tuyệt thế, trong khi Sở Bình Vương lại là kẻ háo sắc. Phí Vô Kỵ nhân đó đã tìm cơ hội ly gián mối quan hệ giữa hai cha con, nên đã xúi dục Sở Bình Vương độc chiếm Thái tử Phi, rồi đem một người con gái nước Tề gả cho Thái tử Kiến. Kẻ đánh tráo kia đã gieo mầm họa vong quốc cho nước Sở sau này. Hai năm sau, khi gả cho Sở Bình Vương, Mạnh Doanh sinh hạ được một người con trai. Sở Bình Vương thương yêu tiểu hoàng tử như báu vật, đặt tên là Trân. Đây chính là Sở Chiêu Vương sau này. Đến năm 523 trước công nguyên, khi ấy Sở Bình Vương cưới Mạnh Doanh đã được 4 năm. Mối quan hệ cha con giữa ông và Thái tử Kiến cũng ngày càng xa cách. Một ngày kia, Phí Vô Kỵ nói với Sở Bình Vương, thần thấy khu vực thành phụ rất quan trọng, sao ngài không cử thái tử đi trấn giữ nơi đó? Sở Bình Vương trả lời, có nhất thiết phải cử thái tử đi không? Phí Vô Kỵ liền chạy đến, ghé vào tai Sở Bình Vương, nói rằng, ngài đã cướp vợ của thái tử, còn thái tử thì ngày nào cũng tới lui trước mặt ngài. Cứ như thế này thì chuyện cơ mật kia trước sau cũng bị bại lộ. Vậy ngài hãy mau mau nhân cơ hội này khiến thái tử đi khỏi nơi này càng xa càng tốt. Sở Bình Vương chợt hiểu ra, liền cử Thái tử Kiến và Ngũ Sa đi trấn giữ, đồng thời còn cử một viên võ tướng tên là Phấn Dương đến làm tư mã nơi thành phụ. Đây là chức quan trông coi việc binh, cũng chính là trưởng quan quân sự cao nhất của thành phụ.
Trước khi Tư Mã Phấn Dương lên đường, Sở Bình Vương đã nói với ông ta một câu: "Ngươi hãy trung thành với Thái Tử Kiến như trung thành với ta vậy." Cứ như thế, Thái Tử Kiến dẫn theo Ngũ Sa và Tư Mã Phấn Dương đến thành phụ. 2 năm sau, Phí Vô Kỵ lại chạy đến bên Sở Bình Vương, tâu rằng: "Không hay rồi đại vương ơi, thần nghe nói thái tử ở thành phụ đang chiêu binh mãi mã, tích trữ lương thảo, kết giao với các chư hầu, xem chừng là muốn tạo phản rồi." Sở Bình Vương gạt tay: "Không đời nào, con trai ta xưa nay bản tính nhu thuận, sao có thể tạo phản được chứ?" Phí Vô Kỵ nói: "Ngài quên rồi sao? Thái tử đã biết chuyện ngài đoạt vợ của mình nên rất tức giận, xem chừng hậu quả nghiêm trọng rồi." Câu nói ấy đụng trúng vào nỗi lo của Sở Bình Vương, khiến ông ta dù không tin cũng phải tin. Phí Vô Kỵ nói: "Hiện giờ không nên bắt nhốt thái tử, kẻo bức dây động rừng. Quân sư Ngũ Sa của thái tử vô cùng lợi hại, vậy nên ngài hãy mau chóng cho gọi ông ta về gấp, rồi hỏi thử ông ta xem rốt cuộc là chuyện thế nào." Sở Bình Vương liền triệu hồi Ngũ Sa về đô thành để hỏi chuyện. Ngũ Sa vừa nghe liền biết là Phí Vô Kỵ giở trò mờ ám sau lưng, bèn nói: "Đại vương chiếm đoạt vợ của con trai mình đã là quá đáng lắm rồi, giờ sao ngài lại tin lời kẻ tiểu nhân để đến nỗi nghi ngờ cốt nhục chí thân của mình chứ?" Phí Vô Kỵ ở bên cũng thêm dầu vào lửa: "Đấy, đại vương xem, ông ta đã vô cùng bất mãn với ngài rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì thật nguy hại biết nhường nào, chi bằng hãy bắt nhốt ông ta lại để tránh hậu họa về sau." Nghe lời gian thần, Sở Bình Vương cho nhốt Ngũ Sa vào trong ngục, rồi lại bàn tính với Phí Vô Kỵ: "Thế còn thái tử, ta nên xử lý thế nào đây?" Phí Vô Kỵ nói: "Ngài đừng nên triệu thái tử về. Bây giờ ngài hãy viết mật lệnh cho Tư Mã Phấn Dương, yêu cầu ông ta hãy giết chết thái tử ngay tại thành phụ." Sở Bình Vương liền viết một mật lệnh gửi cho Tư Mã Phấn Dương, trên đó viết 11 chữ: "Giết thái tử được trọng thưởng, nếu trái lệnh ắt chết." Tư Mã Phấn Dương xem xong mật lệnh liền báo cho thái tử hãy mau mau bỏ trốn. Sau đó Phấn Dương lại yêu cầu thuộc hạ chế tạo một chiếc xe tù, rồi tự mình ngồi trong xe trở về đô thành diện kiến Sở Bình Vương. Về đến thành đô, Sở Bình Vương triệu kiến Phấn Dương, hỏi rằng: "Thái tử đâu?" Phấn Dương nói: "Đã bỏ trốn rồi." Sở Bình Vương nói: "Mật lệnh là do chính tay ta viết, chỉ có mình ngươi đọc được. Rốt cuộc kẻ nào đã để lộ chuyện này?" Phấn Dương đáp: "Chính là thần." Sở Bình Vương hỏi: "Khanh có gì để giải thích không?" Phấn Dương trả lời: "Trước khi thần đến thành phụ, bệ hạ từng căn dặn thần rằng hãy hầu hạ thái tử như hầu hạ quả nhân, chính là bảo thần hãy trung thành với thái tử như trung thành với bệ hạ vậy. Nhưng mật lệnh lại hoàn toàn trái ngược với những gì ngài đã căn dặn trước đây. Hơn nữa, việc thái tử mưu phản cũng không có bằng chứng rõ ràng. Nếu giết thái tử như vậy, dân chúng trong nước sẽ bàn tán về ngài. Hơn nữa, đó lại là đứa con ruột của ngài. Vậy nên, thần quyết định thả thái tử đi." Sau đó, thần lại nghĩ, làm trái mật lệnh của đại vương là tội chết thứ nhất. Nếu thần bỏ trốn cùng thái tử thì lại là tội chết thứ hai. Vậy nên, thần đã dứt khoát đến đây diện kiến đại vương. Sở Bình Vương nghe những lời đó rất lấy làm cảm động, liền nói: "Nhà ngươi trở về đi, cứ tiếp tục làm Tư Mã thành phụ như trước. Nhà ngươi tuy không vâng theo mệnh lệnh của quả nhân, nhưng cũng một lòng trung thành đáng khen." Ngũ Sa lúc này đang bị nhốt trong nhà ngục. Sở Bình Vương nghĩ, phải xử trí ông ta thế nào đây? Có nên giết ông ta hay không? Phí Vô Kỵ liền nói, hiện giờ không giết được, bởi Ngũ Sa có 2 người con trai vô cùng lợi hại. Con trai lớn của ông ta tên Ngũ Thượng, con trai thứ 2 tên Ngũ Viên.
Ngũ Viên chính là Ngũ Tử Tư sau này. Phí Vô Kỵ nham hiểm nói tiếp: hai người con này của ông ta đều vô cùng lợi hại. Nếu ngài giết chết Ngũ Sa, ắt sẽ gặp phải phiền phức lớn. Tốt nhất là cùng lúc trừ khử cả ba cha con họ, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Sở Bình Vương liền hỏi: có cách nào không? Thấy thời cơ đến, Phí Vô Kỵ liền hiến kế hèn: ngài hãy lệnh cho Ngũ Sa viết một bức thư gọi hai con trai đến đô thành. Ngài chỉ cần nói với Ngũ Sa rằng nếu ông ta chịu viết thư này thì sẽ được tha tội, còn không thì chỉ có con đường chết. Đến đây, mọi chuyện đã bắt đầu rắc rối, nhưng vẫn chưa phải là phần gay cấn nhất. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, chúng ta sẽ cùng bàn luận trong kỳ 7 sắp tới. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Phong Vân Mạng Đàm của Tinh Hoa TV đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau.